Nhìn Man City và Liverpool đá trận derby nước Anh, liệu MU có cảm thấy tủi thân? Đối với những người yêu mến Manchester United, có lẽ điều buồn nhất với họ là đội bóng con cưng không thể chen chân vào cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Manchester City trong những năm qua. Nhưng giờ đây, nỗi buồn còn nhân thêm nhiều lần, xen lẫn cả sự cay đắng khi người ta bắt đầu gạt phăng quỷ đỏ ra và coi cuộc đối đầu giữa The Citizens với The Cop mới xứng đáng là trận derby Anh Quốc. Vào lúc 22 giờ 45 phút chủ nhật tuần này giờ Việt Nam, Liverpool sẽ tiếp đón Manchester City trên sân nhà Anfield. Đây là trận Super Sunday rất được mong chờ khi nó chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024. Lúc này Liverpool đang có 63 điểm sau 27 vòng đấu, chỉ nhiều hơn đối thủ Man City đúng 1 điểm. Bất chấp việc Arsenal đang bám đuổi quyết liệt phía sau với 61 điểm, nhiều người vẫn xem trận đấu giữa hai đội bóng trên là chung kết sớm của mùa giải năm nay. Với những người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù, các cuộc đối đầu giữa Liverpool với Man City trong những năm gần đây thậm chí còn có thể coi là các trận derby nước Anh, bởi vì độ hấp dẫn của chúng là không phải bàn cãi. Vậy Manchester United có chạy lòng hay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Và những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Quỷ Đỏ cũng không thể phủ nhận điều này. Trước đây, cuộc đối đầu giữa Man United và Liverpool mới được gọi là derby Anh Quốc. Đó là bởi nó là cuộc đối đầu giữa hai đại diện hàng đầu của nước Anh. Hai đội bóng đã chia nhau thống trị bóng đá Anh trong rất nhiều thập kỷ. Bên cạnh đó, hai câu lạc bộ cũng có rất nhiều cuộc đối địch với nhau ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trên sân, hai đội thường tạo nên những trận cầu hấp dẫn, máu lửa, cũng thường xuyên ngáng đường nhau ở các giải đấu lớn. Bên ngoài sân cỏ, hai thành phố Manchester và Liverpool cạnh tranh nhau quyết liệt về mặt kinh tế, còn đội bóng của họ cũng đấu đá khốc liệt không kém ở những cuộc chiến thương hiệu. Tất cả đã tạo nên một cuộc chiến định mệnh giữa hai câu lạc bộ cũng như người hâm mộ đôi bên. Vì thế mà tên gọi Derby nước Anh ra đời. Song đó đã là câu chuyện của quá khứ. Từng là đội bóng số 1 nước Anh, nhưng kể từ sau triều đại huấn luyện viên Alex Ferguson khép lại ở mùa giải 2012-2013, nửa đỏ thành Manchester bắt đầu đi xuống về mặt chuyên môn. Suốt 10 năm qua, Quỷ Đỏ vẫn đang vật lộn với rất nhiều bài toán để cải thiện thành tích của đội bóng. Có đến 5 trong 10 mùa giải gần nhất, đội chủ sân Old Trafford bị bật bãi khỏi top 4. Tại đấu trường số 1 châu Âu là UEFA Champions League, họ cũng rất lâu chưa biết cảm giác được chơi một trận bán kết. Còn khi phải chơi tại Europa League, đội bóng này cũng không thể chạm tay vào chiếc vô địch. Trong khi trái ngược với MU, gã hàng xóm ồn ào của họ là Man City lại có một giai đoạn bùng nổ trong thập kỷ qua, đặc biệt là sau khi Pep Guardiola nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ này. Kể từ mùa giải 2017 đến nay, Man City đã cho thấy sự thống trị không tưởng ở ngoại hạng Anh với 5 chiếc cúp vô địch sau 6 mùa giải. Chưa dừng lại ở đó, đoàn quân của Pep Guardiola còn giành thêm rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ như cúp FA, cúp Liên đoàn, siêu cúp Anh và cũng đã chạm đến danh hiệu trong mơ Champions League ở mùa giải gần nhất. Trên thực tế, sự đi xuống của Man United và tín hiệu trỗi dậy của Man City trong hơn một thập kỷ qua đã được nhen nhóm từ trước đó vài năm. Đội bóng chủ sân Old Trafford được gia đình tài phiệt Mỹ Glazers tiếp quản vào năm 2005. Ngay từ thời điểm đó, giới chủ Mỹ đã bị các cổ động viên MU phản đối dữ dội vì họ chẳng hiểu gì về bóng đá. Song, rất may cho Quỷ Đỏ thời điểm đó là họ vẫn còn huấn luyện viên Alex Ferguson cùng các cộng sự, những người đã quá am hiểu đội bóng và có thể dẫn dắt MU tới các danh hiệu thêm vài năm nữa. Nhưng khi Sir Alex tuyên bố giải nghệ ở mùa giải 2013, thì ai cũng rõ tình cảnh của MU ra sao. Khi họ được điều hành bởi một giới chủ chỉ biết đến làm kinh tế và kiếm tiền. Trái lại, Man City được chuyển giao cho tỷ phú Ả Rập từ 2008 và đó chính là đòn bẩy để đội bóng này phát triển rực rỡ. Có nguồn lực tài chính dồi dào, Man Xanh tập trung vào đầu tư cho đội bóng,
từ cơ sở hạ tầng cho đến xây dựng một đội hình rất nhiều ngôi sao. Trước khi đưa về huấn luyện viên tài ba Pep Guardiola, Man City đã bắt đầu đe dọa chấm dứt chuỗi thống trị của đội bóng cùng thành phố khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2011-2012 và 2013-2014. Để rồi khi Pep về, chúng ta thấy một phiên bản Man City trở thành bá chủ của nước Anh trong hơn một nửa thập kỷ qua. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều và cũng chính bởi vậy nên giờ đây, khi nhắc đến derby nước Anh thì người ta đã không còn nghĩ đến những cuộc đối đầu giữa Man United và Liverpool nữa, thay vào đó phải là Man City với Liverpool. Cùng với sự trỗi dậy của Man City trong những năm qua, đội bóng thành phố cảng Liverpool cũng đã tìm lại được vị thế của mình. Dù rằng nếu xét về danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh trong những năm gần đây, The Cop khó sánh được với The Citizens, nhưng cũng chỉ có họ là đủ sức mạnh và sự bền bỉ để cạnh tranh với nửa xanh thành Manchester. Nói đâu xa, trong chuỗi 6 mùa giải từ 2017-2018 đến 2022-2023, chỉ có duy nhất Liverpool chen chân được vào sự thống trị của Man City với một lần vô địch ở mùa giải 2019-2020. Dường như định mệnh cũng chọn hai đội bóng trên cho giai đoạn này, khi mà Man City tìm được cho mình một chiến lược gia hoàn hảo với triết lý xây dựng đội bóng là Pep Guardiola, thì Liverpool cũng đưa về một nhà cầm quân không thể phù hợp hơn với đội bóng, đó là Jurgen Klopp. Tài năng của hai huấn luyện viên nói trên đã tạo nên những cuộc đối đầu thực sự kinh điển và giàu cảm xúc giữa hai đội. Chính vì thế, người ta gọi cuộc đối đầu này là derby của nước Anh hiện tại, chẳng hề sai chút nào. Thật khó để nói chính xác rằng khi nào thì người ta bắt đầu gọi cuộc đối đầu giữa Man City và Liverpool với cái tên như vậy. Nhưng thời điểm mà Man United tự đá chính mình ra khỏi trận derby nước Anh, có lẽ là khi mà đoàn quân của Erik ten Hag để thua muối mặt 0-7 trên sân Anfield ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm ngoái. Một thất bại ê chề đã phản ánh rõ sự sa sút của MU. Vì thế, dù Man United vẫn còn sức hút rất lớn về mặt thương hiệu đi chăng nữa, những thể hiện về mặt chuyên môn cho thấy lúc này họ chẳng còn xứng tầm với Liverpool trong một trận cầu được coi là hấp dẫn nhất của bóng đá Anh. Sự yếu kém của MU còn được thể hiện trong các trận derby Manchester, khi họ cũng không ít lần nhận những thất bại với cách biệt lớn như 1-4, 3-6 trước Man City ở những mùa giải gần nhất. Có thể nói rằng trong những năm qua, cả Liverpool và Man City nhiều lần khiến Man United khổ sở mỗi khi chạm mặt nhau. Giờ đây, họ còn sát muối thêm vào nỗi đau của quỷ đỏ khi gạt phăng đội bóng này ra khỏi trận derby nước Anh. Những người buồn nhất chắc chắn phải là những cổ động viên của Man United. Vì thật trớ trêu thay, các đội bóng khác trên thế giới thường chỉ sa sút khi gặp vấn đề tài chính, còn MU thì lại khác. Họ vẫn là một đội bóng giàu thành tích nhất, đông fan bậc nhất và hiện tại vẫn đang rất mạnh về kinh tế. Nhưng các ngôi sao trị giá hàng trăm triệu euro lại đang làm phụ lòng tất cả những người yêu quý đội bóng này.